mùa mưa lần trước anh về đây để thăm tôi. Tình xưa bạn cũ gặp nhau đêm ấy mưa rơi. Tách cà phê ấm môi, mình ngồi ôn lại những phút trôi qua mất rồi. Này đây phượng vĩ bên đường che nắng ban trưa, này đón đường dẫn vào sân ga tắm trong mơ. Mãi trường khi âu thơ và này cắt nhau vắng nào cắt nhau nghe đêm mưa. Hello, xin chào tất cả các bác nhá. Mời các bác cùng quay lại với kênh của Thắng Cao Audio. Hôm nay em giới thiệu với tất cả các bác một bộ cấu hình karaoke trên 32 triệu, trên 30 triệu một chút các bác nhá. Chính xác là 32.200.000. Thì với một bộ cấu hình karaoke này thì chúng ta có sở hữu những thiết bị như nào? Đầu tiên để em nói tới đó là cặp loa. Cặp loa ở đây là cặp loa Lux Acoustic các bác nhá, TVK12. Các bác có thể thấy là một cặp loa có check, miệng check rất là to, và màng loa được sơn rất là đẹp các bác nhé, được sơn chống nước đó, rất là đẹp. Với TVK12 này thì các bác có thể là làm loa karaoke treo, và chúng ta có thể đặt làm monitor trên sân khấu. Lux Acoustic TVK12 các bác nhé. Con này thì công suất là 400W, còn OPEC thì là 1600 các bác nhé. Đấy, anh em có thể chơi ngoài trời, hoặc là anh em có thể chơi monitor, hoặc là anh em chơi karaoke gia đình, rất là ok luôn. Cặp loa này em đang bán với giá 12.500.000 đồng các bác nhé. Đồng bộ Lux Acoustic thì ở bên dưới này em sử dụng sub, đó là sub Lux Acoustic UX115S. Sub này với giá là 5 triệu đồng các bác nhé. Sub này bát 40, các bác có thể thấy là trên em cũng sử dụng em có để bên trên là đôi loa bát 40 KT 15. Ở dưới thì sub thì nó cũng không to hơn là mấy đâu, to hơn một chút thôi, nó rất gọn nhẹ các bác nhé. Bass 40 Lux Acoustic. Và vang số đây em sử dụng là vang số Lux Acoustic L9 các bác nhé. Một chiếc vang có Bluetooth, có cổng quang đó, và chỉnh rất dễ, chỉnh tay rất dễ các bác nhé. Các bác có thể là di chuyển chỉnh tay rất là dễ dàng đấy với cái chiếc vang này đấy, và chúng ta muốn lưu lại cũng rất là dễ. Cái này thì kể cả những người không biết cũng rất là dễ chỉnh các bác nhé. Đặc biệt con này có Bluetooth, có tặng theo điều khiển. Với con vang này với giá 4.500.000 đồng các bác nhé, 4.500.000 đồng. Đấy. Sử dụng một cục đẩy Lux Acoustic E7 với công suất là 700W trên một cây, 4 cây. Thì chúng ta đánh cho bộ cấu hình này thì quá là dư thừa các bác nhé. Đấy, chơi bộ cấu hình này thì quá là dư thừa luôn. Với giá của cục đẩy này với giá là 6.700.000 đồng. Đấy. Thì tiếp theo đó là chiếc vang Lux Acoustic, micro U66, một trong những chiếc micro tiếng rất hay, có giòn sóng sạch, anh em có thể chơi ngoài trời được, sóng tốt và tiếng mic cực kỳ bắt. Đấy, thì combo với 3 thiết bị và sub và loa full như này. Đấy, các bác có thể nhìn thấy đôi Lux Acoustic TVK12, một trong những dòng loa rất cao cấp bên em các bác nhé. Và các bác có thể nghe được tiếng mic này thì có tự ngắt các bác nhé. Em vừa đặt xuống và nó đã tự ngắt rồi. Đấy, vừa đặt xuống rồi và nó cũng đã tự ngắt. Các bác có đeo tai nghe cảm nhận được. Với con vang này thì chống hú rất tốt, và một điều đặc biệt là cái tiếng echo của nó cực kỳ là mềm luôn nhé. 6, 7, 8, 9, 1, 2. Các bác có thể nghe thấy tiếng echo của bên em rất là nảy các bác. Em alo thì rất là dễ thôi các bác nhé. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9. Đấy, thì với một bộ cấu hình này với giá là 32.200.000 thì các bác sở hữu bộ combo chơi gia đình trong tầm 30 m² thoải mái các bác nhé. Cấu hình này thì rất là đẹp luôn, chất lượng. Đấy, thì bác nào có nhu cầu mua hàng các bác có thể liên hệ trực tiếp với 2 số điện thoại bên dưới này, hoặc truy cập website thangcaoaudio.com các bác nhé. Bên em giao hàng toàn quốc. Các bác nhớ đăng ký kênh, ấn chuông để nhận thông báo mới nhất video bên em. Rồi ok, chào tất cả các bác, hẹn các bác những clip lần sau.